Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình rất là vui được gặp lại các bạn ở video clip này. Thì ở video lần này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu loa di động Bluetooth, các bạn có thể hát, có thể nói chuyện, có thể nghe nhạc ở bất kỳ lúc nào, và nó rất là nhỏ gọn và thiết kế rất là hiện đại, màu sắc. Cái mẫu loa lần này mình muốn giới thiệu với các bạn đó là cái mẫu loa Sumiko Bella 42. Như các bạn nhìn thấy ở đây, nó sẽ có 4 màu, thiết kế rất là trẻ trung, sang trọng và hiện đại, và thiết kế rất là nhỏ gọn. Mẫu loa này các bạn có thể mang đi dã ngoại, có thể nghe nhạc, có thể hát karaoke và không cần bất cứ một cái thiết bị nào khác nữa. Vì hãng đã tích hợp tất cả mọi thứ trong cái loa này rồi, các bạn có thể kết nối Bluetooth, có cặp micro không dây đi kèm luôn. Đây là một cái mẫu loa tích hợp tất cả mọi thứ all in one. Nó có loa, có âm ly và có pin, có micro nằm ở trong luôn. Các bạn có thể dễ dàng sử dụng cho việc ca hát, nghe nhạc, những cái gì mà các bạn thích trên cái mẫu loa này được. Và thiết kế vô cùng nhỏ gọn. Đi kèm với lại một cái mẫu loa Sumiko Bella 42 này thì hãng cho các bạn hai cái cây micro không dây như thế này. Nó sẽ tự động kết nối với cái loa và các bạn có thể là hát, có thể hát karaoke, có thể mình những cái bạn mà làm giáo viên hoặc là hướng dẫn viên du lịch đó, các bạn có thể mang theo cái loa Sumiko này giảng dạy, có thể hướng dẫn khách. Cái phần phụ kiện đi kèm thì hãng có cho thêm cho các bạn một cái dây đeo như cái này để các bạn có thể máng vào hai bên của cái loa, và mình có thể mang sắp giống như một cái túi, rất là tiện lợi cho các bạn mà di chuyển nhiều. Phần dây này thì hãng sẽ cho mình hai cái, một là cái dây bằng vải như thế này, nó dài hơn. Hai là nếu các bạn sắp ngắn á, thì các bạn sẽ thấy có một cái dây ngắn như thế này để các bạn di chuyển nó dễ hơn. Và với một thiết kế vô cùng nhỏ gọn, ấn tượng như thế này, các bạn nhìn thấy đây, nó có hai cái loa bass mic rất là nhỏ và một cái loa treble, nhưng mà âm thanh vô cùng uy lực. Các bạn có thể chơi được cho cái phòng khoảng 30-35 m² luôn, vẫn rất là thoải mái với cái loa Sumiko Bella 42 này. Và hãng cũng sẽ giống như cái mẫu loa đàn anh của nó là Sumiko BTS 52, thì cái mẫu này nó cũng có một cái dàn phím, một cái dàn volume ở trên cho các bạn có thể là chỉnh cho guitar. Các bạn có thể gắn guitar vô chơi được, có thể hát trên cái micro, có echo, có delay, có reverb, và có thể chỉnh bass, mid, treble của nhạc và của micro. Cũng như cái mẫu loa BTS 52 thì Sumiko Bella 42 cũng có một cái mạch thiết kế khá là giống BTS 52. Nó có cái cổng USB để các bạn có thể phát nhạc, có cổng HDMI để mình có thể nghe nhạc từ cổng HDMI RC, cổng Optical, cổng AUX, và nó có cổng Audio Out luôn. Cái cổng này thì các bạn có nối thể qua sub hoặc là một thiết bị cái loa khác. Và đây là những cái phím để cho các bạn khi cắm USB vô thì các bạn có thể chơi nhạc trên này. Quan trọng nhất của Sumiko thì nó có thêm một cái cổng cái cổng tính năng gọi là boost. Khi tính năng này bật lên thì cái tiếng trầm nó sẽ rất là mạnh và sâu. Nó làm cho cái lực của cái loa rất là khỏe và các bạn có thể nghe rất là đã những cái thể loại nhạc như là EDM hoặc là remix. Ngoài ra thì có thêm một cái cổng cho jack cắm guitar, các bạn có thể chơi guitar trên cái loa này luôn, vừa hát vừa đàn guitar vẫn được. Và loa được tích hợp một cái pin lithium với dung lượng các bạn có thể chơi tối đa maximum lên tới 8 tiếng đồng hồ với cái âm lượng volume khoảng 50%. Giọng hát chết tươi của Giant. Anh tìm mây trên phố vắng, ngược lối cơn mưa chiều sáng sớm. Ai tìm mây dưới chân nghìn bóng ngó dài vằng vặc, ai đặt tên cho ký ức là nỗi đau của ngày hôm qua, ai đặt tên chúng ta là người lạ, có và
qua thương chân để ngắm con tim làm hai ngắn ngàn vài tuần nỗi đau có ngàn trái chưa hạt nhiệm màu kịp sáng mai đêm làm quả cô dâu giờ quay khi sương phai hoa ố áo nhau anh đợi em anh trong ngàn nỗi đau ngày hôm anh em đi trong mưa đến nhưng lại tình quên không quá khứ để cho mưa lân la hỏi thăm lẽ bao trần đi theo trăm năm ngày em đi theo cơn mưa ngâu bay chính là cái không tham tìm nhau ai đông ai đêm hết bao giọt sầu mỗi mùa thu đang du miên man mỗi năm mùa xuân bao chiến là vàng liệu cô biết ở nơi nào có là nào trông như lá siêu bông ơi siêu bông ơi ơi siêu bông bình minh chưa hết tôi phải tìm sâu vì mai người ta đã đi lấy chồng thưa quý vị. Yay, world class. À, mình vừa giới thiệu với các bạn một cái mẫu loa vô cùng nhỏ gọn, thiết kế trẻ trung xinh đẹp của hãng Sumiko với rất là nhiều cái nhu cầu giải trí đa dạng trên cái mẫu loa này và với một mức giá vô cùng ấn tượng đó là 5,6 triệu một cái. Các bạn có thể trải nghiệm thực tế sản phẩm trên hệ thống đại lý của Angie Audio và showroom của Angie Audio. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video clip sau.
Xin chào và hẹn gặp lại.